Ôm, quyển sách hồi ký sát guru, kỹ thuật làm nên mọi tâm vui vẻ. Người dịch VV Lê Sách được dịch và đăng ở kênh youtube VV Lê Audiobook. Bạn có thể mua sách giấy ở website đối thoại với thượng đế com. Bạn có thể đăng ký thành viên kênh để nghe toàn bộ quyển sách. Bây giờ, mời các bạn nghe sách. Phần 4 Phần tiếp theo của cuốn sách này trở nên thực dụng. Sau khi đã lập bản đồ chỉ dẫn, giờ đây chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình thực sự một cuộc hành trình có ý thức tự khám phá và cải tạo bản thân chúng ta sẽ khám phá bản chất và khả năng của ba lớp vô diệt đầu tiên hay còn gọi là vỏ bọc cụ thể là cơ thể tâm trí bao gồm suy nghĩ và cảm xúc và năng lượng nó cũng sẽ giới thiệu cho bạn các chiến lược mà bạn có thể biến mỗi lớp này thành một công cụ để chuyển đổi một công cụ để nhận biết Vấn đề là ở chỗ những kẻ cuồng tín trên khắp thế giới đã xuất khẩu tất cả những gì đẹp để về một con người sang thế giới bên kia. Nếu bạn nói về tình yêu, họ nói về tình yêu của Thượng Đế. Nếu bạn nói về phúc lạc, họ nói về phúc lạc của Thượng Đế. Nếu bạn nói về bình an, họ nói về bình an ở nước trời. Chúng ta đã quên rằng đây đều là những phẩm chất của con người. Một con người có đầy đủ khả năng cảm nhận niềm vui, tình yêu và sự bình an tại sao bạn lại muốn xuất khẩu những thứ này lên thiên đàng chứ có quá nhiều lời bàn tán về chúa và trời chủ yếu là do con người chưa nhận ra sự vĩ đại của con người mà thôi rõ ràng là nguồn sống đang rộn ràng trong bạn theo một cách nào đó nguồn sống của bạn cũng là nguồn gốc của mọi sự sống khác và là nguồn gốc của mọi sự sáng tạo chiều không gian thông minh hay ý thức này tồn tại trong mỗi chúng ta sự giải thoát của mỗi con người nằm ở việc tìm được quyền truy cập vào chiều không gian vĩnh hằng này để được vui vẻ và bình yên trong chính bạn trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống để có thể nhận thức về cuộc sống và để vượt ra ngoài những giới hạn vật chất của cuộc sống đây không phải là những phẩm chất siêu phàm ư đây là những khả năng mà con người sở hữu yoga không phải là để trở thành một siêu nhân yoga là về việc nhận ra rằng con người là siêu phàm lưu ý cho người đọc phần tiếp theo của cuốn sách phát triển cụ thể hơn đưa bạn khám phá sâu hơn về ba lớp vỏ bọc hay lớp cơ bản về danh tính mà mỗi con người đều ý thức được theo đó nó được chia thành ba phần cơ thể tâm trí và năng lượng trong mỗi phần cuốn sách tìm cách mở rộng góc nhìn của bạn về những gì đã tạo nên thể chất tâm lý và prana hoặc năng lượng trong quá trình này bạn sẽ thấy chúng ta thẩm định một số giả thuyết chọc thủng một số câu nói sáo rỗng định nghĩa lại một số thuật ngữ thường dùng và khám phá một số quan điểm không phổ biến nhưng yêu cầu ở đây là bạn không đặt niềm tin vào điều gì cả yoga như chúng tôi đã nói trước đây yêu cầu bạn phải thử nghiệm và khuyến khích bạn làm như vậy một cách không sợ hãi và do đó phần này dao động giữa thông tin và các bài tập thực hành gợi ý và tự quan sát phần này sẽ cụ thể hóa các khái niệm và gợi ý cho bạn cách triển khai các ý tưởng trong quá trình này bạn có thể tự tìm hiểu xem liệu những khái niệm này có khả thi hay là không thực tiễn cách tốt nhất để tiếp cận phần này là gì bạn có thể không cảm thấy muốn thực hành từng bài tập được cung cấp trong ô sadhana điều đó là hoàn toàn không sao lý do mà một loạt các phương pháp và mẹo được đưa ra cho bạn là để bạn có thể tham gia vào bất kỳ phương pháp nào bạn thấy hứng thú các bước này chỉ nhằm mục đích giúp bạn làm quen từ những trang này sang tới công việc kinh doanh trong cuộc sống hàng ngày để bạn đều có thể tự do kiểm tra mọi giả thuyết trong phòng thí nghiệm của cuộc đời mình phần này nhằm mục đích biến bạn từ một người đọc thụ động một vô di ngồi trên ghế bành, thành một người năng động tham gia vào sự kỳ diệu của một cuộc sống được sống có ý thức. Được tự do lựa chọn. Đã đến lúc lật tẩy những định kiến của bạn và chuẩn bị cho một cuộc khám phá không bị cấm đoán về cuộc sống đáng kinh ngạc mà bạn đang có. Cổ máy tối thượng, phần thân thiết nhất trong sự sáng tạo vật chất đối với tất cả chúng ta chính là cơ thể của chính chúng ta. Cơ thể vật chất là món quà đầu tiên mà chúng ta nhận thức được. Nó cũng là cổ máy tối thượng mọi cỗ máy khác trên hành tinh đã ra đời từ nó các khoa học vô di như đã giải thích ở trên không nói về tâm trí hay linh hồn tất cả mọi thứ đều chỉ là một cơ thể cho dù nó là cơ thể thực phẩm cơ thể tâm trí cơ thể năng lượng cơ thể ê thơ hay cơ thể phúc lạc cách tiếp cận này chứa đựng một sự khôn ngoan sâu sắc nó không cho phép chúng ta chạy trốn vào những trạng thái tâm lý ảo tưởng hoặc vào những cõi siêu hình trừu tượng nó cấm chúng ta một cách vững chắc vào cái hữu hình ngay cả khi nó dẫn chúng ta vào những lĩnh vực vật lý tinh vi hơn và dần dần siêu việt hơn nữa cơ thể vật lý được thiết kế với cấu trúc để tự hoạt động mà không cần bạn can thiệp gì nhiều bạn không cần phải làm cho tim đập cho gan thực hiện tất cả các phản ứng hóa học phức tạp của nó hoặc thậm chí phải cố gắng tự thở mọi thứ cần thiết để sự tồn tại thể chất của bạn tự biểu hiện ra đều đang tự nó diễn ra cơ thể là một công cụ khá hoàn chỉnh và khép kín. Nếu bạn bị mê hoặc bởi máy móc, thì không có cái nào tốt hơn nó cả. Đây là chiếc máy tinh vi nhất trên hành tinh này, nó là hiện thân của trình độ cơ khí cao nhất, trình độ điện tử cao nhất, mạch điện phức tạp nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Thử nghĩ xem, bạn ăn một quả chuối mới hồi chiều nay. Đến tối, quả chuối này đã trở thành bạn. Theo Charles Darwin, phải mất hàng triệu năm để biến một con khỉ thành một con người, nhưng chỉ trong vài giờ, bạn có thể biến một quả chuối hoặc một mẫu bánh mì thành một con người. Rõ ràng, chính nguồn sáng tạo đang vận hành bên trong bạn. Có một trí thông minh đang hoạt động trong bạn, vượt xa trí óc logic của bạn, có thể biến một chút thức ăn thành phần công nghệ xuất sắc nhất. Nếu bạn có thể đạt được sự chuyển đổi đó một cách có ý thức, thay vì vô thức, nếu bạn có thể mang dù chỉ một chút trí thông minh đó vào cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn sẽ sống một cách kỳ diệu chứ không phải vật vã đau khổ, chính bởi vì có thể trải nghiệm được cội nguồn của sự sáng tạo đang đập lên trong mình mà một nhà huyền bí Ấn Độ vào thế kỷ thứ 12 Ba San Vang đã gọi cơ thể là một ngôi đền, chuyển động. Chân tôi là những cột trụ, ông ấy nói trong một trong những câu thơ nổi tiếng của văn học tâm linh Nam Ấn, cơ thể là ngôi đền hay là một cái đầu là một mái vòng bằng vàng có thứ gì đó không khoái một bức tường cho lắm một người cần phải có một nhận thức nhất định thì mới thấy được những hạn chế của cỗ máy tuyệt vời này là một cỗ máy cơ thể thực sự không có lỗi vấn đề duy nhất là nó không đưa bạn đi đâu cả nó được sinh ra chỉ từ đất và rồi rơi trở lại với đất như vậy vẫn chưa đủ sao nếu bạn nhìn nó từ góc độ của cơ thể nó là khá đủ nhưng bằng cách nào đó một chiều không gian ngoài vật lý đã tự xâm nhập vào cơ chế tuyệt vời này chiều không gian này là nguồn gốc của sự sống chính chiều không gian này mới thực sự làm nên con người của chúng ta sự sống là một chuyện nhưng nguồn gốc của sự sống lại là một chuyện khác trong mọi sinh vật trong mọi thực vật trong mọi hạt giống nguồn sống này đang hoạt động ở một con người nguồn sống này càng hiển nhiên hơn chính vì điều này mà đột nhiên sau một thời gian tất cả những món quà tuyệt vời mà cơ thể ban tặng bằng cách nào đó dường như trở nên không liên quan và tầm thường chính vì điều này mà bạn và mọi con người khác dường như đang sống trong một cuộc đấu tranh không dứt giữa chiều không gian vật chất và chiều không gian vượt ngoài vật chất mặc dù bạn bị thể chất thúc giục nhưng bạn cũng có ý thức về việc bạn không chỉ là thể chất có hai lực cơ bản bên trong bạn hầu hết mọi người đều thấy chúng đang xung đột lẫn nhau một là bản năng tự bảo tồn buộc bạn phải xây những bức tường xung quanh để bảo vệ bản thân cái còn lại là khát vọng không ngừng mở rộng trở nên vô biên hai khao khát này tự bảo vệ và mở rộng không phải là những lực lượng đối nghịch nhau mặc dù chúng có vẻ là như vậy chúng có liên quan đến hai khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của bạn một sức mạnh giúp bạn bám rễ tốt trên hành tinh này cái kia đưa bạn đi xa hơn sự tự bảo vệ cần được giới hạn trong cơ thể vật chất nếu bạn có sự nhận thức cần thiết để phân tách được chúng thì không có xung đột nhưng nếu bạn đồng nhất với thể chất thì thay vì phối hợp làm việc với nhau hai lực cơ bản này lại trở thành nguồn gốc của mọi căng thẳng tất cả những cuộc đấu tranh vật chất tinh thần của nhân loại đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết này khi bạn nói tâm linh bạn đang nói về một chiều không gian ngoài vật chất mong muốn của con người để vượt qua những giới hạn của thể chất là một điều hoàn toàn tự nhiên hành trình đi từ cơ thể hữu hạn để đến nguồn sáng tạo vô biên là nền tảng chính của quá trình tâm linh những bức tường tự bảo vệ mà bạn xây dựng ngày hôm nay chính là bức tường bạn tự giam mình vào ngày mai những ranh giới mà bạn thiết lập trong cuộc sống như một sự bảo vệ cho chính mình hôm nay sẽ giống như những ràng buộc vào ngày mai robert frost đã ghi lại một sự thật sâu sắc khi ông viết có thứ gì đó không khoái một bức tường cho lắm bởi vì bản năng tự bảo tồn của bạn luôn nói với bạn trừ khi bạn có những bức tường bạn sẽ không an toàn bạn tiếp tục xây dựng chúng một cách vô thức sau đó bạn phải vật lộn với chúng đây là một chu kỳ vô tận nhưng tạo hóa không phải là không muốn mở ra cho bạn những cánh cửa dẫn đến những gì vượt ra bên ngoài bạn không phải là đang vật lộn với những điều mà tạo hóa không muốn cho bạn bạn đang đấu tranh với những bức tường kháng cự mà bạn đã tự bao bọc xung quanh mình. Đó là lý do tại sao hệ thống vô không nói về Chúa. Nó không nói về linh hồn hay thiên đường. Nói chuyện như vậy lúc nào cũng khiến người ta bị ảo giác. Yoga chỉ nói về những rào cản mà bạn đã thiết lập, bởi vì lực cản này là tất cả những gì bạn cần phải quan tâm tới. Đáng tạo hóa không đòi hỏi bạn phải chú ý tới ngài. Những sợi dây ràng buộc bạn và, những bức tường ngăn cản bạn là một trăm phần trăm do bạn tự tạo ra và đây là tất cả những gì bạn cần loại bỏ và tháo dỡ bạn chẳng phải làm gì cho cuộc sống cả bạn chỉ phải làm việc với cái cuộc sống mà bạn đã tạo ra nếu tôi sử dụng một phép ẩn dụ tôi sẽ sử dụng trọng lực và ơn trên lực hấp dẫn có liên quan đến bản năng tự bảo vệ cơ bản của con người chúng ta cắm rễ vào hành tinh này ngay bây giờ là do lực hấp dẫn chúng ta có một cơ thể như hôm nay là nhờ lực hấp dẫn trọng lực đang cố gắng trì bạn xuống trong khi ơn trên là lực đang cố gắng nâng bạn lên nếu bạn được giải phóng khỏi các lực lượng vật chất của sự tồn tại thì ân sủng sẽ bùng nổ trong cuộc sống của bạn khi trọng lực hoạt động thì ơn trên cũng liên tục hoạt động bạn chỉ phải chuẩn bị bản thân mình sẵn sàng cho nó khi bạn đã sẵn sàng cho ơn trên đột nhiên bạn sẽ dường như đang hoạt động bằng một loại phép thuật nào đó giả sử bạn là người duy nhất có thể đi xe đạp bạn sẽ bắt đầu có vẻ kỳ diệu đối với những người khác với ơn trên cũng vậy người khác có thể nghĩ rằng bạn thật mầu nhiệm nhưng chỉ bạn mới biết được rằng bạn chỉ vừa mới bắt đầu trở nên dễ tiếp nhận với một chiều không gian mới của cuộc sống mọi người đều có thể tiếp cận khả năng này sadhana bạn có thể nhận thấy điều này về bản thân khi bạn cảm thấy dễ chịu bạn muốn mở rộng khi bạn sợ hãi bạn muốn thu mình lại hãy thử cái này hãy ngồi trước một cái cây lớn hoặc nhỏ trong vài phút hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn đang hít vào những gì mà cây này đang thở ra và cũng đang thở ra những gì cái cây đang hít vào ngay cả khi bạn vẫn chưa biết về nó hãy thiết lập mối liên hệ tâm lý với cái cây bạn có thể lặp lại điều này vài lần một ngày sau vài ngày bạn sẽ bắt đầu kết nối với mọi thứ xung quanh bạn theo cách khác. Bạn sẽ không giới hạn mình chỉ với một cái cây. Hãy sử dụng quy trình đơn giản này. Tại trung tâm Yoga Isha, chúng tôi đã đưa ra một sáng kiến về môi trường ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, theo đó 21 triệu cây đã được trồng từ năm 2004. Chúng tôi đã dành vài năm để trồng cây trong tâm trí mọi người, đó là lãnh địa khó khăn nhất. Giờ đây, việc cấy ghép chúng lên đất diễn ra dễ dàng hơn nhiều. Hết phần 4. Các bạn có thể nghe thêm cách sách rất hay khác đã được dịch và đăng ở kênh VV Lê Audiobook như đối thoại với Thượng Đế, Ami cậu bé của các vì sao, các sách thôi miên hồi quy nhớ lại tiền kiếp và các thông điệp từ Cryon. Hãy ấn like, subscribe để nhận được thông báo về các video tiếp theo của kênh nhé. Chúc các bạn nghe sách vui. Ông